Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chức năng mới nhất của cái phiên bản TKB 1.0, là cái phiên bản công ty mới phát hành. Thì với phiên bản này thì chúng ta có một tính năng mới rất đặc biệt, là tính năng cho phép là kết nối dữ liệu thời khóa biểu với cái trang cùng học, trang phần mềm tên cùng học. Tức là gì? Chúng ta đã biết rằng công ty Square hiện nay đang có một cái trang có thể là trang cùng học. Đây là cái trang web internet. Trang này cho phép lưu trữ, trang này hiện nay đây là cái trang mà lưu trữ tất cả các phần mềm giáo dục trực tuyến của công ty SchoolNet. Thì người sử dụng muốn đăng nhập vào cái trang này, chúng ta phải tạo một cái tài khoản. Việc tạo tài khoản này là miễn phí và bất cứ ai cũng có thể vào truy cập vào và sử dụng cái trang này, sử dụng những phần mềm miễn phí có trên cái trang này. Thế thì cái phiên bản mới nhất của TKB cho phép chúng ta là như sau, là mỗi một nhà trường khi chúng ta có cái bản quyền sử dụng phần mềm TKB thì chúng ta sẽ được phép khởi tạo ra một cái trang web ở trên cùng học, và từ đó tất cả mọi người trong nhà trường đó, giáo viên, học sinh có thể truy cập vào và xem thông tin của thời khóa biểu của toàn trường. Nghĩa là phần mềm này cho phép chúng ta có thể kết nối dữ liệu thời khóa biểu trên pin cá nhân với cái trang cùng học đó và tạo ra cho mỗi nhà trường một cái website dùng để lưu trữ thông tin thời khóa biểu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái lệnh gọi là lệnh kết nối dữ liệu với cùng học như sau. Thật sự tôi đang sử dụng phần mềm TKB bản mới nhất đây. Tôi đã mở cái dữ liệu của trường tôi ra đây rồi và tôi đã sẵn sàng để đưa dữ liệu lên trang cùng học. Tôi sẽ phải làm gì? Đầu tiên các bạn phải tạo ra cho mình một cái tài khoản truy cập vào trang cùng học. Cái việc tạo tài khoản này rất đơn giản. Cái việc tạo này là tạo hoàn toàn miễn phí, tạo một lần và dùng vĩnh viễn. Khi chúng ta vào cái trang cùng học, chúng ta đăng nhập vào đúng tên của chúng ta thì cái tên của chúng ta sẽ hiện ra ở đây. Đấy. Tôi sẽ dùng cái tên này, tôi sẽ kết nối cái thời khóa biểu của tôi ở đây với cái trang cùng học. Cái làm là như sau, chúng ta mở dữ liệu thời khóa biểu ra và chúng ta vào cái tính năng là hệ thống và kết nối cùng học. Đây chính là cái tính năng tôi muốn nói. Chúng ta nhấn chuột vào đây. Phần mềm sẽ hiện ra đây một cái trang là kết nối cùng học. Chúng ta phải thực hiện ở đây là 1, 2 và 3 bước. Bước 1, chúng ta nhập tên truy cập và mật khẩu vào trang cùng học. Tất nhiên, mật khẩu chúng ta phải có kết nối với Internet. Tôi nhập tên của tôi đây và mật khẩu của tôi đây. Sau đó chúng ta bấm nút đăng nhập. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra tên và tài khoản và mật khẩu xem có đúng không. Nếu mà đúng thì cái phần dưới này sẽ hiện lên và chúng ta có thể làm việc tiếp. Tôi bấm nút đăng nhập. Phần mềm đang kiểm tra và các bạn thấy là phía dưới đã được nổi lên. Như vậy là tôi đăng nhập vào tên này đã chính xác. Chúng ta bắt đầu quá trình cập nhật lên dữ liệu lên trang cùng học. Thì có hai phương án. Một phương án là tạo mới trang TKB, hai là cập nhật trang TKB. Phương án 1 này dành cho những ai mà lần đầu tiên đưa dữ liệu lên trang, lên trang cùng học. Chúng ta sẽ phải tạo ra một trang mới. Còn nếu như ai đã tạo một lần rồi thì chúng ta không cần tạo mới nữa. Chúng ta nhập vào cái nút là cập nhật trang TKB. Ở đây tôi giả sử tôi chọn nút là cập nhật trang TKB. Tiếp theo chúng ta sẽ phải nhập thông tin là thành phố, quận và cái kiểu trường. Ví dụ của trường chúng ta là trung học phổ thông. Sau chúng ta chọn cái mã trường. Cái mã trường này rất quan trọng. Mỗi một nhà trường bắt buộc phải chọn một cái mã riêng và duy nhất ở trong toàn bộ hệ thống. Thì ở đây từ mà mã này do trường chúng ta quyết định tự quyết định thôi. Nếu chúng ta chọn cái mã này và bấm nút kiểm tra, nếu thấy nó trùng rồi thì chúng ta sẽ máy sẽ thông báo và chúng ta sẽ phải chọn một cái mã mới. Đấy. Thì nếu chúng ta chọn cái phương án là tạo mới trang TKB thì cái mã này thâm nhập vào nó phải khác biệt với những mã đã có. Còn đối với cập nhật trang TKB thì ta có thể chọn lại cái mã mà chúng ta đã chọn từ trước. Chúng ta nhập tên trường đầy đủ, nhập niên khóa, nhập học kỳ 2 chẳng hạn. Và tôi chọn cái ngày hiệu lực, ngày kết thúc của cái thời khóa biểu này. Tôi chọn cái ngày hiệu lực của nó là tháng 3 chẳng hạn. Kết thúc là tháng 6 chẳng hạn. Và chúng ta sang bước thứ 3.
là chúng ta bấm nút xuất dữ liệu, phần mềm sẽ đẩy toàn bộ dữ liệu theo biểu lên trang cùng học, và sau đó lập tức là mở trình duyệt ra và vào ngay trang cùng học để chúng ta xem. Bấm vào đây, phần mềm sẽ đẩy dữ liệu lên. Khi để lên rồi thì phần mềm sẽ tự động mở trình duyệt mặc định của máy tính và sẽ truy cập ngay vào cái trang cùng học đó. Đây, đây là cái trang cùng học, chính là trang thương biệt của trường mình đây, trường Trần Phú 2 đây. Các bạn thấy không? Như vậy là chúng ta chú ý khi chúng ta đăng nhập vào, chúng ta lưu lại cái tên này. Đây chính là cái địa chỉ cái trang TKB của trường mình, chính là một cái website mà tất cả các giáo viên, học sinh của trường chúng ta có thể truy cập vào trang này và xem cái TKB của trường mình. Giả sử tôi muốn vào xem nhé. Đây là thông tin chung đây, gồm có những thông tin như là danh sách môn học, lớp học, giáo viên và phòng học. Bấm vào đây, bấm vào đây. Giáo viên đây. Tôi có thể xem từng giáo viên một, theo biểu của giáo viên đây. Đó, giáo viên đây. Thực sự tôi muốn xem theo biểu của các lớp học nhé. Bấm vào đây, xem theo các biểu của từng lớp một, các lớp một đây. Nếu tôi muốn xem theo biểu của toàn trường, tôi vào bấm vào đây và chọn các tính năng tiếp theo của phần mềm. Tôi chọn cái tính năng là giáo thầy có biểu giáo viên buổi sáng chẳng hạn. Phần mềm sẽ hiện ra đây là toàn bộ giáo viên là mở hàng ở đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu xong cái tính năng khai thác thầy có biểu ở trên cái trang này sau. Vì chúng ta quay lại cái phần mềm này. Như vậy là cái phiên bản mới TKB 1.0 đã có cái tính năng là tự động cho phép người sử dụng tạo ra được một cái trang web của trường mình, và cái việc tạo ra đó trong web đó và để lên là hoàn toàn miễn phí. Xin nói thêm một ý nữa là các cái thông tin được điền trên các ô có biểu được lựa chọn ở ngay ở đây, cho vì mình có cái tính năng và lệnh chính các lựa chọn, và ở đây có cái tính năng là in ấn. Đấy, đây chính là cái lựa chọn in, là lựa chọn in cái ô có biểu thầy có biểu lộ toàn trường thì in ra như thế nào. Chúng ta có thể chọn ở đây các lựa chọn khác nhau của cái việc in dữ liệu cho từng ô thầy có biểu. Thầy có biểu của từng lớp đây, chọn các phương án khác nhau. Thầy có biểu của từng giáo viên trên toàn trường thì như thế này, của từng giáo viên là như thế này. Chúng ta có thể lựa chọn các cái lựa chọn cách mà thể hiện dữ liệu trên từng ô thầy có biểu. Làm sao chúng ta bấm nút kết thúc đóng lại. Cái việc mà cập nhật lên trên trang hoặc có thể làm nhiều lần, vô hạn lần, mỗi lần chúng ta thay đổi thì có biểu chúng ta có thể làm lại cái tính này và đẩy dữ liệu lên trên trang, lên cái trang thì có biểu của cùng học. Nên tôi vừa như bày xong cái một trong tính năng rất là mới của phiên bản TKB 1.0, đó là cái tính năng là kết nối dữ liệu thì có biểu từ máy tính của bạn lên trên trang cùng học.